Xin chào, bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Vừa rồi thì mình đã test game cho anh em xem rồi, một cái chiếc điện thoại dưới 3,5 triệu với hiệu năng rất là tốt. Học sinh sinh viên mà sở hữu những con máy như này chơi game thì bá cháy bọ chét, đúng không? Trong video này thì mình sẽ chia sẻ nhiều hơn những cái thành phần khác của chiếc Realme Q3 Pro nha. Đây là phiên bản RAM 8GB, cái mức giá nó chỉ hơn 3 triệu đồng mà thôi. Thì để xem là khi anh em bỏ ra cái số tiền đấy thì các bạn sẽ nhận được những cái gì nhá. Anh em đừng quên nhấn nút đăng ký cũng như bật nút chuông để nhận thông tin về video mới nhất nhá. Q3 Pro rất là nhẹ luôn, kể cả con Canivan cũng vậy. Cơ bản là kích thước của nó nhỏ, cũng như nó dùng những vật liệu rất là trung bình thôi. Thì đây các bạn nhìn đây, có 176,3g thôi, siêu nhẹ nha. Siêu nhẹ luôn, cơ bản phần sau của nó này hoàn thiện là nhựa nhám. Đấy, rất là bám tay ấy. Đấy, cầm nó, kể cả các bạn không đeo ốp thì cầm nó cũng rất là sướng nhá. Đây là mấy cái kiểu là vết mực này. Đấy, dùng cồn lau đi là được. Cụm camera thì được làm theo dạng là hình màu đen như thế này, kể cả là các bạn mua phiên bản màu khác nhá, không phải màu đen như này thì cụm camera cũng y xỉ. Khung của chiếc điện thoại này cũng là bằng nhựa luôn, nhựa hết, nên nó cũng có trọng lượng nhẹ như vậy. Chúng ta vẫn được giờ lại jack cắm tai nghe 3.5mm này, nút tăng giảm âm lượng đây, và các bạn sẽ được trang bị 2 SIM, không có khe cắm thẻ nhớ, nó có 2 SIM như thế này. Rồi, 2 SIM này thì cắm ở Việt Nam thoải mái nhá. Mấy chiếc điện thoại nội địa Trung Quốc thì anh em cứ yên tâm là như vậy. Màn hình nó cũng hơi ám nhẹ này. Tuy nhiên khi mà chúng ta để dark mode thì gần như là không thấy gì cả. Cơ bản là đây là một con máy ra mắt từ tháng 4 năm 2021 rồi. Thế nên có một số máy trên thị trường bị hiện tượng ám nhẹ là điều nó cũng dễ hiểu thôi. Với một cái kích thước gọn gàng như vậy thì khi mà các bạn nhắn tin bằng một tay thì rất là dễ. Đấy, ví dụ mình với đến chữ P này, cực kỳ dễ dàng luôn, hay mình dùng tay này mình với đến chữ Q này, cũng rất là dễ. Em nó sẽ sử dụng một cái kích thước màn hình cũng không quá lớn nhá. Đấy, đủ để cho các bạn trải nghiệm thôi, nhưng quan trọng là nó gọn gàng. 6.3 43 inch đường chéo, Super AMOLED 120Hz và độ phân giải là Full HD+. Thì với cái độ phân giải Full HD+ nó giúp cho chiếc Realme Q3 Pro mật độ điểm ảnh lên tới là 409 ppi. Và cái cách làm màu của Realme thì thường là rất là rực rỡ, màu sắc nó sẽ tươi hơn so với cả là Xiaomi khá là nhiều. Cái này thì có người thích, có người không thích, nhưng mà phải công nhận là nhìn nó tươi, nhìn nó sống động. Dù sở hữu một cái kích thước rất là gọn gàng như thế, nhưng mà con Realme Q3 Pro này nó vẫn được trang bị hai loa. Đây, màu đen của máy đây, AMOLED, thì màu đen nó sẽ sâu, vẫn có hai loa như bình thường nhá. Mình thấy là loa trên con Realme Q3 Pro ấy, cái chất lượng âm thanh nó rất là bình thường thôi. Anh em có thể xem lại video test game của mình là cũng rõ. Âm lượng thì chắc chắn nó sẽ to rồi nhá. Mấy con Realme hay là Xiaomi tầm giá tốt này thì đều to, nhưng mà về kiểu những cái giải âm của nó hay bị lẫn lộn vào nhau một xíu. Cái thời điểm mới ra mắt con này thì nó cũng rơi khoảng tầm 5-6 triệu thôi. Thế nên là cái phần loa nó không phải là quá xuất sắc thì là cái điều mà mình nghĩ là cũng chấp nhận được. Tại thì mình đã có thể cập nhật lên cái phiên bản mới nhất là Realme UI 4.0 và Android 13. Mình không biết là Realme có cập nhật thêm cái phiên bản là 5.0 cho cái con Realme Q3 Pro này nữa không, nhưng mà cơ bản là Android 13 cũng là một phiên bản Android rất là mới rồi, đủ để cho các bạn sử dụng trong một khoảng thời gian dài mà các ứng dụng nó không sợ bị lỗi. Về mặt hiệu năng thì quá là tuyệt vời rồi. Sử dụng con chip là Dimensity 1100. Con chip này thì tiến trình 6 nanomet, và khi nó mới ra mắt thì nó cạnh tranh với kiểu là 855, 855 cộng đấy, đi kèm với cả RAM 8GB 128. Nếu anh em sử dụng Realme thì nên mua phiên bản RAM 8GB đổ lên nhá. Con này thì phiên bản tối thiểu RAM 6. Đấy, con này thì RAM 8 để cho các bạn là có khả năng đa nhiệm tốt hơn. Thế mai sau khi mà các bạn up ROM lại ấy, thì đa nhiệm của nó cũng sẽ ngon lành cành đào hơn. Mình thì có cơ hội sử dụng 1100 hay Dimensity 1200, 1200 Ultra các thứ trong khoảng thời gian dài rồi. Thế mình hiểu là những con chip của MediaTek bây giờ rất ổn định. Về cái nhiệt độ nó cực kỳ ngon luôn. Vừa rồi thì mình cũng đã test game cho các bạn xem rồi, ở PUBG và Genshin. Thì hơi tiếc là xe vào Việt Nam, PUBG Mobile ấy, thì nó lại chưa có tùy chọn 60 khung hình, những cái mức đồ họa ví dụ như là cân bằng hay là HD hay là HDR. Các bạn chơi xe vào Trung Quốc thì nó có, nhưng mà xe vào Việt Nam thì không có. Xe vào Trung Quốc thậm chí nó bật được cả 90 cơ. Thì với cái mức đồ họa là mượt và 60 trên con Dimensity 1100 này thì nó nuốt dễ như không các bạn. Gần như nó không có quá nhiều gợn hay là cái gì cả, chơi rất là ngon lành cành đào thôi. Hai loa của máy cũng rất là to, nghe từ bên chân dễ dàng. Các bạn cắm tai nghe 3.5 cũng được. Còn Genshin Park thì mình để mức là cực thấp vào 60. Mình cũng để như kiểu những cái con máy mà 855 khác ở trên thị trường thôi. Con Q3 Pro nó không bị lock FPS, nó không bị giảm độ sáng. Nhiệt độ của nó cũng chỉ loanh quanh 42 độ C trong cái điều kiện là chưa bật điều hòa. Rất là ổn áp luôn anh em ạ. Khung hình trung bình đâu đó khoảng tầm là 52 đến 53, ra mắt hơn 2 năm. Mà con chip là của MediaTek nhá, nhưng mà cái hiệu năng của nó không hề là bị kém đi nhiều hay là như thế nào cả.
Mình thấy là Dimension City bây giờ đã làm khá tốt về cái khoản này rồi, không còn bị tai tiếng như kiểu là hồi xưa nữa. Ở phía trước thì chúng ta được trang bị camera selfie độ phân giải là 16 chấm. Ở phía sau chúng ta sẽ có cả màn chính là 64 chấm luôn nhá. 64 chấm luôn, không chống dung quang học thôi. 8 chấm là ultra wide và 2 chấm là macro. Trong phần quay phim này thì các bạn sẽ có quay tối đa là 4K. Đấy, 4K và đây, mình bật 4K này. Bật thêm được cả 60 khung hình luôn, chất lượng chưa? Nhiều con máy snap nhá, trong cái tầm tiền hơn 3 triệu không bật được 4K cơ. Mình chụp trong cái lúc khoảng tầm 11 giờ trưa anh em ạ. Nắng gần như là chiếu từ trên đỉnh xuống, nhưng mà thực ra hôm nay trời nó cũng không có nắng nhiều. Khi mà mình zoom lên thì mình thấy là cách làm chi tiết của chiếc Realme Q3 Pro nó hơi sắc nét, nhưng mà nó không đến cái mức là bị gai hẳn đâu. Nhìn nó vẫn dễ chịu nha. Màu sắc thì tươi tắn, giống như kiểu là cái cách làm màn hình của họ vậy. Realme thì họ cũng lấy những cái bộ lọc màu từ BBK ấy, thế mình thấy là chất lượng hình ảnh thường là khá là ngon, nhất là những cái điều kiện đầy đủ sáng. Ở camera ultra wide mình thấy máy đẩy sang cái tông xanh là cây nhẹ nha. Còn lại thì khả năng thu sáng thì cũng rất là tốt này, hay là về độ tươi thì cũng rất là ngon, những cái vùng tối thì cũng không bị bệt. Quay phim Full HD 60 khung hình nhưng mà nó lại không chống dung quang học nhá. Góc thì rất rộng này, chuyển đổi từ vùng thiếu sáng sang vùng nhược sáng thì nó hơi bị chậm một xíu. Nhưng mà phải công nhận là nếu chúng ta đã nhìn nhiều những cái camera mà có chống dung quang học rồi ấy, thì nhìn sang đây thì nó sẽ hơi kiểu bị giật giật đúng không? Rõ ràng rồi, camera selfie của máy đây hơi ảo anh em ạ. Cái mặt của chúng ta nó bị làm hơi mịn một xíu rồi, lỗ chân lông gần như là không có nữa rồi. Râu ria thì cũng được làm mịn đi một chút. Background thì vẫn được đẩy sáng khá là ngon. Với cách làm mịn như thế này thì nó sẽ phù hợp với anh em nào mà kiểu chụp phát ăn ngay, anh em nào chụp up lên mạng xã hội không cần phải qua một lớp filter gì nữa. Một cái chiếc điện thoại nhỏ gọn như vậy thì nó được trang bị cái viên pin 4500 mình thấy là phù hợp. Chứ còn bảo để gọn gàng như thế này mà nhét được cái viên pin 5000 thì khả năng cao nó sẽ rất là dày. Và cái viên pin 4500 trên cái con Realme Q3 Pro thì nó ở cái mức tầm trung trung. Có nghĩa là nó không phải là cái dạng trâu quá, nhưng mà nó cũng không phải là cái dạng yếu quá. Đấy, người văn phòng như mình thì sử dụng ok. Còn lại anh em nào chơi game nhiều thì xác định là cứ phải sạc, mang trong mình cục sạc dự phòng hoặc là dây sạc. Con này thì vẫn hỗ trợ sạc VOOC nhá. Hoặc sạc VOOC của Oppo thì nó tối đa là 30W. Rồi, ngoài ra thì chúng ta có cả công nghệ cảm biến vân tay ở phía bên dưới màn hình, với cái tốc độ nhận diện thì thuộc dạng là cũng chấp nhận được. Nó là vân tay là kiểu quang học đấy. Trong khi cái tầm tiền hơn 3 củ của Xiaomi thì tất cả đều là cảm biến vân tay ở phía bên hông. Rồi thì vân tay ở phía dưới màn hình cũng là một cái điểm cộng lớn. Tổng kết lại thì con Q3 Pro trong tầm tiền hơn 3 triệu một chiếc máy RAM 8 thì mình thấy không có nhiều điểm chê. Thực tế là như thế, chúng ta phải nhìn rõ là cái mức tiền mà chúng ta phải bỏ ra. Kể cả các bạn mua một chiếc điện thoại chính hãng thì không giờ có cấu hình như thế này, hay là mua một chiếc điện thoại xách tay qua sử dụng để được cái cấu hình như con Q3 Pro nó cũng rất là khó. Màn hình thì đẹp, tần số quét thì cao, camera cũng 64 chấm, vân tay ở phía bên dưới màn hình. Không biết anh em nghĩ sao về chiếc Realme Q3 Pro và anh em đã từng sử dụng sản phẩm này chưa? Đừng quên để lại ý kiến nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.